Mình là Tùng Monkey, mình là một nghệ sĩ thị giác. Và như các bạn thấy là mình đang chuẩn bị cho chương trình buổi biểu diễn của Lotus lần đầu tiên diễn ra tại Viện Gớt Hà Nội vào ngày mai. Thì cái Lotus là một dự án mà mình và anh Chí Minh đã chạy với nhau cách đây một năm, khi mà cái dịch Covid-19 ấy nó vừa mới xuất hiện, và mình đã tìm cách để lấy những cái data, những cái dữ kiện của cái bệnh dịch đấy để mình chuyển nó thành những cái ngôn ngữ về thị giác và ngôn ngữ về âm nhạc. Thì đây là cái buổi biểu diễn ngày mai sẽ là cái kết quả đầu tiên của cái quá trình thử nghiệm này. Thì hẹn gặp các bạn vào ngày mai tại Viện Gớt Hà Nội.